Dua. Chim mực. Chim đang thần nha. Bỏ. Vào chim mập khít luôn. Cú lơ nha. Chim bỏ nha anh em. Cắn lũng hết trơn tay rồi nè, ác thật. Bên này cũng dặn sơ sơ rồi. Thấy con chim sẻ nó bay. Cắn lỗ trên tay ra nè. Hư.
Kim lại dặn lại sát người vẫn được nha. Kim nó hơi dạng dạng rồi. Nghĩ nhiều hại não. Đã ninh bóc em đen rồi. Đừng coi. Im hư. Dạ em ở Đắk Lắk anh ơi. Thì cắt bông cho. Con sợ. Thôi cho nó ăn cái đó. Có ai mua các bác cứ inbox giùm em nha.